Hiện toàn tỉnh có hơn 3.200 ha chuối, trong đó diện tích cho thu hoạch hơn 2.848 ha, giá trị ước đạt 210 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, sản lượng chuối thu hoạch của tỉnh đạt gần 36.000 tấn, giá bán trung bình từ 3 đến 4.000 đồng 1 kg. Cùng với đó, nông dân đã trồng mới được 166 ha chuối. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì ổn định vùng chuối hàng hóa 3.500 ha tại huyện Bảo Yên, Mường Khương, Bảo Thắng, xây dựng vùng sản xuất chuối theo hướng Việt Gáp, ứng dụng công nghệ cao, 100% diện tích chuối được cấp mã vùng trồng, giá trị sản phẩm tăng từ 15 đến 20% so với thời điểm hiện nay.